Dạ Lan xin kính chào quý khán thính giả của VNA TV trên băng tần 57.3. Hôm nay Dạ Lan Show rất hân hạnh được chào đón nhạc sĩ Cao Minh Hưng và nhạc sĩ Minh Tuấn. Nhạc sĩ Cao Minh Hưng thì ở cộng đồng chúng ta và anh nhạc sĩ Cao Minh Tuấn từ San Diego đến đây. Dạ Lan xin các anh gửi lời chào đến quý khán thính giả của đài VNA TV. Chú ấy Cao Minh Hưng xin kính gửi lời chào đến khán giả của đài Dạ Lan Show. Một lần nữa thì rất là cảm ơn chị Dạ Lan đã cho Hưng và Tuấn hôm nay có dịp lên đây để thưa chuyện tất cả quý vị khán giả. Minh Tuấn cũng xin kính chào chị Dạ Lan. Rất hân hạnh được chị mời lên đây để nói chuyện với khán thính giả của đài VNA TV. Rất cảm ơn là VNA TV đã cho chúng tôi có một cơ hội để nói chuyện với quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, Dạ Lan hôm nay xin được trân trọng giới thiệu đến quý khán thính giả của VNA TV về câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Gồm có một số nhạc sĩ như anh Tuấn đây và anh Minh Tuấn và anh Minh Hưng. Thì hai người đều lót chữ Minh, ai cũng nghĩ rằng hai người là anh em với nhau mà không biết là có ruột, nối ruột không hay là mà hai người đều cũng có máu nghệ sĩ luôn. Thì hôm nay đặc biệt là mấy anh đến đây để mà nói về buổi ra mắt CD đầu tay của 8 nhạc sĩ câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Và trong đó là cũng có nhạc sĩ anh Bằng, nhạc sĩ Cao Minh Hưng, nhạc sĩ Minh Tuấn, nhạc sĩ Song Phan, nhạc sĩ Phạm Anh Dũng, nhạc sĩ Diệu Hương, nhạc sĩ Ngọc Trọng, nhạc sĩ Thi Linh. Và nhất rất nhiều người đóng góp cho CD này. Nhưng mà trước tiên cho phép Dạ Lan được hỏi thăm là câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ này bắt đầu nó thành lập từ bao giờ? Và cái đầu tiên là khởi nguồn từ đâu, bao nhiêu người? Thì quý vị có thể cho quý khán giả biết được không ạ? Xin cảm ơn chị đã đặt câu hỏi này. Thì kính thưa quý vị, câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ được thành lập đến tháng 3 năm nay là đúng một năm thôi chị. Thì khởi đầu là do cái ý nguyện của nhạc sĩ Lão Thành anh Bằng. Thì ông khi đến hải ngoại này, ông rất là muốn có tạo một cái môi trường để các anh chị em ca nhạc sĩ ở hải ngoại có nơi để đoàn kết, và cũng song song với đó là phát triển cái nền văn hóa Việt Nam nói chung và nền âm nhạc Việt Nam nói riêng thưa chị. Với cái ý tưởng đó thì chú anh Bằng lúc đó mới là đề nghị các anh chị em ngồi lại với nhau. Thì chú là người sáng lập của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Sau này thì tụi em có thể mời được hai nhạc sĩ nữa là nhạc sĩ Lê Văn Khoa và nhạc sĩ Lam Phương cũng đến. Thì có những người về như là giáo sư Lê Văn Khoa, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, thì ông là cố vấn về văn hóa cho câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Và cũng có anh Việt Hải, nhà văn Việt Hải cũng là người cố vấn giao tế cho câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ thưa chị. Anh Tuấn cũng xin tiếp lời là sau khi chú anh Bằng đã giao trọng trách cho anh Cao Minh Hưng thì Cao Minh Hưng bây giờ đó là chủ tịch của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Wow, chúc mừng em. Hôm cái show tuần rồi em nói là cây cổ thụ, nhưng mà anh Hưng nó không phải, anh Hưng chỉ là con chim đầu đàn của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Thì Minh Tuấn là phụ trách với anh Hưng, và chị họa sĩ Lê Thi Vinh cũng là phó chủ tịch nội vụ. Và trong đó bây giờ thì có rất nhiều người, cái mô năm nay cũng lên được 17-18 người mà toàn những người có trẻ và có tài và viết văn, làm thơ, làm nhạc rất là hay, thành ra bây giờ cũng rất là mạnh. Wow, như vậy là tốt quá rồi. Mặc dù chỉ có một năm nhưng mà các anh chị em nghệ sĩ trong group đó thưa chị và khán giả là hoạt động với nhau rất là nhiệt tình, rất là gắn bó, đoàn kết với nhau. Và mặc dù có một năm thôi nhưng mà câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ cũng đã có cơ hội phát triển và mở ra ngoài những cái tiểu bang ở nước Mỹ, ngoài Cali ra còn có những cái tiểu bang như là ở Texas cũng có một cái chi nhánh của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Minh Tuấn đây là cũng là hội trưởng của một cái chi nhánh ở San Diego, mà lát nữa có thể anh nói thêm một chút nữa. Những người anh chị em câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ San Diego hoạt động rất là mạnh đấy chị. Và tháng 7 năm ngoái thì Hưng cũng có dịp đến thành phố Melbourne ở bên châu Úc. Thì bên đó có chị Giáng Thơ cũng là đại diện câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Wow. Cũng mở một cái chi nhánh là hoạt động rất là mạnh bên đó, với những cái chương trình rất là ý nghĩa như là giúp đỡ các trẻ em bán ở Campuchia và hoạt động. Và tháng 7 năm nay thì là anh Quách Vinh Thiện, là nhạc sĩ Quách Vinh Thiện là người sáng phổ nhạc cái Kim Đăng Kiều, thì anh cũng sẽ đại diện câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ một cái chi nhánh bên Pháp thưa chị. Wow, vậy là chị cũng phải xin gia nhập mới được. Quá. Cũng như vậy là cái này là nationwide rồi, khắp nơi. Bên Texas thì có anh nhạc sĩ Sonny Phan. Yeah. Cũng có một chi nhánh mà nó cũng rất là mạnh ở bên đó. Thì như vậy là chúng ta gốc thì tại đây. Nhưng mà các nơi đều có những cái
Dạ, những người đại diện chi nhánh, dạ, chi nhánh những đại diện, dạ, để mà thành lập câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Và cái đó là người ta đứng, người ta đứng từng đơn vị nhưng mà cũng trực thuộc vào mình, phải không? Cũng liên hệ với nhau, cũng như là một cái chi nhánh, một cái chi nhánh thôi, như hành trung ương ha. Như vậy mình liên lạc với nhau trên chắc internet. Internet và câu lạc bộ tình nghệ sĩ rồi cũng có một cái website là câu lạc bộ tình nghệ sĩ .net. Thì đó cũng là một nơi mà những cái sáng tác mới, những cái dòng nhạc mới cũng có thể, những thành viên cũng có thể vào đó để giới thiệu những cái những sáng tác của mình đó chị. Năm ngoái chị, năm hôm Tết chứ, chị có hát cho cái câu lạc bộ tình nghệ sĩ gì ở gì đó ở ở nhà hàng Diamond, có Diamond phải cái đó Super không? Diamond City Palace, Seafood Palace hay gì đó, mới đi hát, quên rồi. Cái chương trình của thì... anh Dương Viết Điền là cái ngày đó anh cũng ra mắt sách thì cũng là một ngày. Hèn chi mời chị bữa đó, chị có múa tới hát tung tung mà chị cứ nghe câu lạc bộ tình nghệ sĩ mà chị chưa có nắm vững. Thì hôm nay lại hân hạnh được gặp quý vị. Thì rất may là tại vì Hưng tới phòng thâu băng chị mà thâu rồi chị lại gặp lại mới find out ra là có câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Chứ hôm đó là chị cũng hơi ngạc nhiên. Từ vì nghe mấy người mời tới đó hát với lại múa mà thì câu lạc bộ tình nghệ sĩ gì nghe lạ lạ quá không biết. Hôm nay lại được giới thiệu đến quý khán giả của chúng ta khắp nơi trên thế giới. Riêng tại Cali này đã có một cái kêu là bản doanh. Và các nơi thì có những chi nhánh. Đó là điều tốt thôi, tại vì khi mà người nghệ sĩ đó sáng tác, những người lớn tuổi như là bác Anh Bằng, ông cũng nghĩ đến cái thế hệ sau, cũng muốn truyền đạt lại thế hệ sau những cái mà tư tưởng hoặc là những cái mà dòng nhạc để mà cái thế hệ sau tiếp nối. Tại vì lớp trẻ như Hưng và các bạn mới này cũng là điều tốt đấy em. Qua đây thì mình ai cũng bận rộn về cái miếng cơm manh áo. Rồi cứ cắm đầu đi làm riết mà quên mất cái vấn đề văn hóa nghệ thuật mình thì uổng phí lắm. Và anh Tuấn thì Dạ Lan có gặp ở trên San Diego qua những lần đi hát show trên đó. Rồi cách đây mấy năm thì có làm lo cái vấn đề hội chợ ca nhạc ở dưới đó và cũng gặp anh. Cộng đồng Việt Nam dưới đó có tổ chức hội chợ hàng năm thì anh Quốc Toản, chị Gia Lan xuống thiết kế âm thanh rất hay, rồi One Man Band, rồi Full Band, rồi mời cả ca sĩ Santana xuống giúp cho nữa. Bữa đó có Gia Lan, Mai Lệ Huyền với một số nữa. Năm đó thì tôi còn làm phó chủ tịch cộng đồng ở dưới đó. Thì có gặp anh đó. Thì ngoài cái việc mà anh làm phó chủ tịch cộng đồng ở San Diego, thì anh đi làm hãng, làm xưởng hay cái gì, thì cá nhân anh có thể bật mí cho quý khán thính giả có đài biết qua một tí xíu về anh được không ạ? Thì lúc đầu qua thì Tuấn cũng đi học Computer Science. Người ta nói là kỹ sư điện toán hay anh nói là kỹ sư đồ mềm, tức là software engineer. Bây giờ Tuấn làm manager cho một cái hãng chứ không có làm ấy nữa, gọi là làm giám suối đó, đi vòng vòng suối người ta làm thôi. Giám đốc thôi, không dám làm. Cảm ơn anh và kính thưa quý khán thính giả của VNATV. Trong buổi tâm tình của anh chị em chúng tôi thì thời gian cũng đã phải tạm ngừng trong một vài giây lát để chúng ta bước vào phần quảng cáo của đài. Sau phần quảng cáo, Dạ Lan cùng Minh Tuấn và Minh Hưng sẽ được trở lại với quý khán thính giả. Xin quý vị đừng rời làn sóng 57.3. Xin chân thành cảm ơn. Xin trở lại với quý khán giả của VNATV với anh Cao Minh Hưng và Minh Tuấn trong chương trình Tâm sự của các nghệ sĩ. Và hôm nay nói về câu lạc bộ tình nghệ sĩ kỷ niệm một năm ra mắt CD đầu tay với 8 nhạc sĩ. Gia Lan xin hỏi thăm là câu lạc bộ tình nghệ sĩ thì sẽ tổ chức ở nhà hàng Diamond Seafood Palace vào ngày 3 tháng 4 năm 2011 lúc 11 giờ trưa phải không ạ? Ở Lamson Street, như vậy là bên cạnh Sam Club, corner của Lamson and Beach. Và trong cái buổi họp mặt như thế này thì theo Dạ Lan được biết là cũng rất nhiều anh chị em trong ban tổ chức và rất nhiều ca sĩ có hiện diện nơi đây. Và Dạ Lan muốn hỏi thăm là Ngọc Hà có phải là vợ anh Lê Văn Khoa không? Rồi lại bạn Dạ Lan nữa. Bạn từ hồi Dạ Lan chưa lập gia đình. Ngày trước 75 là Dạ Lan đi hát với ca đoàn Trùng Dương ở Sài Gòn, ca đoàn sinh viên công giáo, thì Ngọc Hà với Dạ Lan hát cùng. Rồi sau đó anh Lê Văn Khoa cũng là ca trưởng.
Sau đó Dạ Lan đi lập gia đình thì Ngọc Hà ở lại, rồi về sau lại kết hôn với anh Lê Văn Khoa. Cũng bạn bè không? Giáo sư Lê Văn Khoa cũng là cố vấn của câu bảo tình anh Khoa cũng là là cố vấn. Như vậy là chắc là mai mốt Dạ Lan cũng phải tham gia mới được cho vui, để gặp lại bạn cũ. Và Dạ Lan muốn hỏi thăm quý vị là quý vị tổ chức như thế này để mà họp mặt anh em và ra mắt cuốn CD CD này phải không ạ? CD này gồm anh có thể cho biết information về cái CD này không? Những nhạc sĩ nào sáng tác, về loại nhạc, thể điệu nào, nhạc nhanh hay nhạc chậm, nhạc quê hương, nhạc tiền chiến, hay cái ý, cái loại mà cái style như thế nào, anh có thể cho biết được không ạ? Anh cái, hoặc là cái CD này là hợp được 8 nhạc sĩ, và đặc biệt là có chú Anh Bằng cũng có một bài trong này. Có anh Vũ Bình Huy ở bên Úc, Sony Phan ở bên Texas, anh Phạm Anh Dũng ở bên Santa Maria, anh Vĩnh Điền ở bên Virginia, và San Diego thì có Minh Tuấn ở trên San Orange, thì có chị Thi Linh và anh Cao Minh Hưng. Nhạc sĩ, nha sĩ, thi sĩ và văn sĩ Cao Minh Hưng. Hình như tới 7 có bao nhiêu là em hốt hết rồi. 7 ca sĩ lên chị. Anh Hưng thì rất nhiều tài. Tôi phải theo anh Hưng học hỏi thêm mấy ca sĩ kia. Chị thấy là Hưng đã tài lắm đó, nhưng mà trong này có bài nào của Hưng không, hay là cũng đóng góp nhạc phẩm trong đó thì có hai nhạc phẩm hơn hết. Để giờ lại đang có một nhạc phẩm mới, anh Toàn nó hòa âm nữa phải không? Cái đó của em cũng viết phải không? Dạ thưa đúng. Ôi trời, quá giỏi rồi. Và cái chương trình này thì kỷ niệm một năm ra mắt Tình Nghệ Sĩ, và cái CD này là của hội phải không? Là mình sẽ bán, rồi có ghi quỹ cho hội không, hay là vậy hả? Tất cả những CD bán được hôm nay thì này sẽ bỏ vào cái quỹ của hội để làm những cái project kế tiếp. Thì năm ngoái thì câu bộ Tình Nghệ Sĩ cũng có làm cái viết một quyển sách để về đời của nhạc sĩ Anh Bằng đó. Thì tương lai này cũng có dự định làm viết những cuốn sách kế tiếp để vinh danh những người nhạc sĩ cố vấn cho tụi này đó. Cũng để dành cái quỹ để mình có thể mình tương thân tương trợ giúp đỡ cho những cái chuyện gì mình làm được. Thì tất cả những tiền bán CD này là đều bỏ vào quỹ câu bộ Tình Nghệ Sĩ. Rồi quý vị sinh hoạt với nhau thì một năm tổ chức bao nhiêu show, hết thảy bao nhiêu lần để mà gặp gỡ nhau? Cũng tùy những cái event đó chị, là những cái anh chị em trong trong cái câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, không chỉ giới hạn trong âm nhạc, cũng có những người trong như là những anh chị họa sĩ, nhà văn, nhà thơ. Thì như là cái chương trình mà chị với, có tham dự chị rồi thì là của nhà văn Dương Vước Điền, thì đó là một cái show mà anh chị em ca nhạc sĩ cũng đứng ra tổ chức. Thì một năm thì tổ chức, như đây là lần đầu tiên tổ chức cái event đệ nhất chu niên, và những sau này dù có những cái CD, những CD chung như vậy thì cũng phải đứng ra để tổ chức những cái event như vậy thôi chị. Hoặc là cũng đây là một nơi mà tương thân tương trợ, như anh Minh Tuấn vừa mới trình bày, thì trong năm qua tụi em cũng tổ chức một show gọi là Nắng Ấm Tình Thương. Thì một cái anh một thành viên trong câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ thì anh có bảo vệ anh, thì lúc em tụi em cũng đứng ra tổ chức một cái đêm để gây quỹ cho gia đình, để giúp đỡ cho anh. Cái đó rất là tốt đó. Tại vì mình qua bên này mà mình sinh hoạt với nhau như là một cái mái ấm gia đình. Có cái sự liên kết anh em với nhau, mình tạo một cái sự nối kết với nhau, một cái vòng tay lớn từ đây mà đến các tiểu bang, rồi ra ngoài nước nữa. Rồi lại nếu mà có ai bị cái gì mà mình lại tiếp một bàn tay giúp đỡ, thật là quý hóa đó. Dạ Lan thấy cái xứ Mỹ này thì ai cũng cứ nhắm mắt mà đi thôi. Làm việc thì như bên này thì cái tình cảm nó hiếm, nó không được như người Việt Nam mình phải không? Người Việt Nam mình tình cảm rất là nhiều. Mà quý vị tạo nên một cái câu lạc bộ như thế này để mà có một cái sinh hoạt về nghệ thuật đã đành rồi, mà còn phải tương thân tương trợ nhau những cái khi mà đau ốm hoạn nạn cần đến, cái đó là cái tinh thần của Việt Nam mình rất là quý báu. Và như hồi nãy Hưng có cho chị biết là có những họa sĩ cộng tác, nhà thơ. Như vậy là cái câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ này là mình không có thu hẹp trong một cái trong một cái hướng là ca sĩ, không lĩnh vực âm nhạc là chỉ có ca sĩ, nhạc sĩ thôi, mà bất cứ ngành nghề nghệ thuật nào mình cũng có thể tham gia. Cái đó là cái tin mừng cho quý vị nào mà yêu nghệ thuật đó. Dạ Lan xin thông báo Cao Minh Hưng là kêu là hội trưởng hay là ông cái gì, kêu con là chim đầu đàn, con chim đầu đàn của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ ở đây. Quý vị nào mà yêu thích nghệ thuật, có thể làm thơ được, thơ hoặc là soạn giả kịch được không? Được. Để chị kéo mấy người bạn chị soạn giả kịch sĩ rồi kia qua cho vui. Rồi
mình có thể là tham gia câu lạc bộ tình nghệ sĩ để mà mình có thêm những người bạn, rồi mình có những cái sinh hoạt văn nghệ tạo nên một đời sống lành mạnh tốt đẹp. Và cái quan trọng đó là mình đến với nhau để có một cái tình cảm, tình quê hương, tình đồng bào, để mà tương trợ lẫn nhau nữa là điều tốt lắm. Và Dạ Lan cũng xin anh hỏi anh Minh Tuấn, là anh Minh Tuấn ngoài cái nghề kỹ sư của anh, nghe nói anh cũng là bầu show trên San Diego đó, khi Dạ Lan đi hát trên đó thì được may là được gặp anh mấy lần. Và anh cũng là bầu show thì cũng mừng, mai mốt có show thì không thể nào quên Dạ Lan được. Đó, Dạ Lan nhắc cái điều đó. Nhưng ngoài đó thì nghe nói anh cũng có tổ chức những cái show ở, thường xuyên ở trên đó hiện tại phải không ạ? Thì Tuấn thì từ hồi 75 ra đây, qua đây đó là có sinh hoạt cộng đồng rồi. Tụi này lập học high school, này lập ra hội học sinh liên trường, rồi xong rồi học college cũng thành lập hội sinh viên San Diego State. Rồi ra trường thành ra gọi là sinh hoạt cộng đồng, nó nằm trong máu rồi. Nó tất cả những chương trình như tổ chức Tết trong cộng đồng, là những cái chương trình gây quỹ cho nhà thờ, cho chùa, rồi cho những cái hội đoàn đó, thì họ đều mời Tuấn mình vô trong đó. Thành ra những cái đó thì Tuấn là quen biết những ca nhạc sĩ nhiều đó, thì mình đứng ra mình giúp cho họ làm cái đó. Và những ca nhạc sĩ mà tụi này quen ở Orange County, khắp nơi mà họ về San Diego đó, tụi này cũng đứng ra giúp cho họ một tay. Mà bên Tuấn làm là hoàn toàn miễn phí. Người ta cảm ơn một câu đó là chỉ là cái đó còn quý hơn là giờ 300 bỏ túi. Anh mà đâu có cần tiền đâu, phải không? Có job của chính phủ làm, có job ngon rồi. Thành thử quý vị bỏ thời cái thời gian vào cuối tuần, rồi những thời gian rảnh rỗi giúp cho những cái công tác xã hội như vậy cũng tốt. Mai mốt hễ mà Dạ Lan làm show thì lên đó là phải nhờ anh đó. Lúc có, lúc nào sẵn sàng chị. Có anh ở địa phương anh lo chứ thực sự Dạ Lan cũng có một số bạn đi hát cho Thương Phi, Dạ Lan hát cho Thương Phi Binh trên đó nha, anh lên Lào cộng đồng đó, rồi Vũ Mỹ, rồi các đoàn thể quân đội đó. Nhưng mà toàn là đi hát rồi kiếm sống thôi, chứ còn chưa tổ chức một cái show nào cũng riêng. Nhưng mà hy vọng mong muốn tình nghệ sĩ mình kéo lên đó tổ chức. Thì chị xuống là một cái show chương trình riêng cho chị Dạ Lan. Kéo lên đó mà thăm đồng hương lại. Bây giờ trở lại cái show của mình. Thì quý vị có thể cho Dạ Lan biết thêm là trong cái buổi ra mắt CD câu lạc bộ tình nghệ sĩ mà quê hương và tình yêu đó thì có những gì đặc biệt Hưng có thể nói thêm được không? Tại vì chị không được biết. Thì ngoài một cái chương trình văn nghệ rất là đặc biệt thì ngày hôm đó thì tụi em có một cái chương trình fashion show chị. Thì fashion show này là một chương trình bảo đảm rất là đặc biệt cho chị Lan Anh. Nè, chị ngắt một tí nha. Fashion show áo dài hay là bikini gì đó? Chị muốn áo gì cũng được hết chị. Chắc là có thể bật mí một chút xíu là các em sẽ đóng vai những cái những người mẫu của trình diễn cái thời trang của ba miền. Thì đó là những cho em bây giờ các em đang đi học, nhưng mà các em muốn sau này các em đó trở thành những professional model thôi chị. Bảo đảm rất là vui. Là mấy em trong hội đó hả? Mấy người trong hội hay mấy em nào? Chị Lan Anh là người thành viên trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ, mà chị cũng có một cái group riêng để lựa chọn những cái em trong cái show trình diễn thời trang, và cũng có các em cũng rất là tham gia rất nhiều. Mấy em rất là trẻ, rất là dễ thương chứ. Minh Hưng, Minh Tuấn không có nào trong fashion show đâu. Thành ra chị đừng có lo không sao. Nhưng mà đôi khi fashion show bây giờ mai mốt trong tương lai chắc mình cũng phải thay đổi đi chứ, phải cho đàn ông làm gì chứ, đàn bà fashion show không à? Mấy ông cũng áo dài khăn đóng đi chứ. Mấy đàn ông chỉ có dẫn mấy cái moco model ra thôi. Minh Tuấn là volunteer làm chuyện đó rồi. Dạ, thì ngoài ra thì các anh chị trong ban tổ chức thì cũng một lần nữa cảm ơn các anh chị. Mà Hưng xin đọc tên rất là nhanh là ngoài anh Minh Tuấn, bên Hưng đây thì có anh Việt Hải, anh Lý Tùng Tôn, chị Lê Thúy Vinh, chị Thi Linh, chị Quỳnh Giao, chị Phương Vũ, và MC của ngày hôm đó là chủ nhà văn Nguyễn Hữu Cửa và chị Vũ Minh Phương. Thì ngoài ra còn có sự hiện diện của rất là nhiều ca sĩ là chị Ngọc Hà, anh Hạnh Cư, Như Ngọc Hoa, Cẩm Sa, Hoàng Đình Nguyên, Hà Trúc Mai, Lan Hương, Xuân Thanh, Phương Vũ. Đêm hôm đó thì rất là đặc biệt là có cái ca nhạc sĩ và cũng là MC của chương trình mà rất là nổi tiếng, mà nhiều người trong cái cộng đồng Việt Nam chúng ta biết là ca sĩ Thúy Anh sẽ có mặt. Ngoài ra cũng có nhạc sĩ Ngọc Trọng cũng có mặt ngày hôm đó thưa chị. Thì chương trình rất là đặc biệt, và hy vọng là nếu mà các anh chị nào có muốn ủng hộ, muốn đặt vé trước, có thể liên lạc thẳng với Cao Minh Hưng ở số điện thoại là 714-403-9315 thưa chị. Vé thì bán được nhiều chị em? Đến bây giờ em cũng không chưa có tổng kết lại hết, nhưng mà cũng không sao chị, câu bộ tình nghệ sĩ có con Ngọc chim Trọng, đầu đàn nhạc sĩ Ngọc Trọng là cũng tay guitar của ban nhạc chị đó. Chơi với nhạc
ban nhạc chị cũng khoảng mười mấy hai chục năm rồi. Dạ, còn ca sĩ Thúy Anh là ca sĩ đầu tiên, lần đầu tiên cô đi hát là hát cho ban nhạc chị 18 năm trước. Bữa rồi đám cưới con chị cũng làm MC giúp, cũng như là người em trong gia đình vậy đó. Thì rất là vui khi mà gặp toàn là những người quen thôi. Và cái chương trình lại là thuần túy về nghệ thuật như thế này, thì quý vị nào muốn mua vé thì làm ơn gọi cho Cao Minh Hưng 714-403-9315 hoặc Việt Hải 818-458-8509. Giá vé chỉ có 25 đồng bao gồm cả ẩm thực, như vậy là quá rẻ phải không? Tại vì nhà hàng nó cũng đã lấy gần hết cái tiền rồi, thì chắc là chỉ có đủ tiền mà trả cho One Man Band thôi. Còn flyer thì cái chắc quý vị móc tiền túi ra làm như vậy. Cái này là vui thôi chị. Chơi vui thôi phải không? Dạ, mà đặc biệt mà ai mà gọi anh Cao Minh Hưng mua vé là được tặng cho một cái nhổ răng. Ờ, như vậy chắc mai mốt là chị phải nhờ tới Hưng rồi. Có cái gì răng cỏ chị quên mất rồi nha. Chị Hưng ngồi đây thì có gì là chị phải nhờ tới em rồi. Nhưng mà chạy hơi xa đó phải không? Em là xa chị. À, Costa Mesa hả? Vậy không xa đâu. Xa mà không tốn tiền thì không ráng chị chạy. Tôi cũng xin một phút đó là trong câu bọn từ nghệ sĩ, nãy giờ mình có nhắc tới nhạc sĩ, ca sĩ, thi sĩ, văn sĩ, nhưng mà họa sĩ cũng có. Chị Lê Chí Vinh là phó chủ tịch nội vụ vẽ cái hình rất là đẹp. Chị biết là ở đây ai biết là Lê Chí Vinh rồi. Và đặc biệt trong city này cũng có một cái thi sĩ Lê Hân là ở San Jose, cũng là một người rất là active trong câu bọn tình nghệ sĩ đó chị. Thành ra cũng có đủ hết chứ không phải là chỉ có nhạc không thôi. Đúng rồi, cũng có ngâm thơ hả? Có ngâm thơ hả? Có họa sĩ đủ hết. Như vậy là ai? Như vậy là có họa sĩ thì chắc không cần nhờ người ngoài design bìa CD đâu ha. Chắc mình design lấy, có họa sĩ sẵn rồi. Cái này tính toán kỹ quá, đã tốn nhiều lắm, chơi với nhau cho vui mà. Cũng có những nhiều nhân tài involve vào, thành thử cái chương trình đó rất là hay, phải không? Thì đây là, chắc là cái tấm hình này là chụp những anh chị em khởi đầu vào cái... cái Dạ Lan Xuyên Show, cái flyer như thế này rất là đẹp quý vị. Rất là nhiều anh chị em góp mặt. Và theo Dạ Lan có biết Phạm Anh Dũng thì anh sáng tác rất là nhiều. Anh sáng tác nhiều lắm. Ngày xưa Dạ Lan đi đánh show mười mấy năm trước này là gặp anh, và anh sáng tác lâu lắm rồi. Mẫu nhiều lắm. Không biết bao nhiêu bài mà đếm cho em. Ra được 12 cái CD này. Đúng rồi, hồi trước ông có thâu băng phòng chị nữa. Rồi hôm nay có nhạc sĩ anh Bằng không? Dạ, ngày hôm đó sẽ có nhạc sĩ Anh Bằng đến dự. Vậy hả? Nhạc sĩ Anh Bằng và nhạc sĩ Lê Văn Khoa cũng đến dự ngày hôm đó. Cái tấm poster này tôi cũng cảm ơn nhà văn Phong Vũ. Nhà văn cũng coi một nghệ sĩ design luôn. Cũng design lắm phải không? Như vậy đâu chạy đi đâu nữa đó. Trong... Sẵn nhắc tới chú Anh Bằng thì chú Anh Bằng và anh Cao Minh Hưng có sáng tác một cái bài gọi là câu là Tình Nghệ Sĩ Hạnh Khúc. Cái bài rất là hay. Một lát nữa thì chắc là chị cũng phải để tí cho con này nghe, là tất cả anh chị em trong câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ cũng hát cái bài đó. Như vậy là chắc cuối chương trình mình sẽ mời quý khán giả của Đài VNA TV nghe cái nhạc phẩm về câu lạc bộ Hạnh Khúc phải không ạ? Tình Nghệ Sĩ. Câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ Hạnh Khúc, xin lỗi. Và như thế này, bây giờ Dạ Lan xin nhắc lại là quý vị nào muốn mua vé đến tham dự cái buổi họp mặt kỷ niệm một năm đệ nhất chu niên Tình Nghệ Sĩ tại Diamond Seafood Palace ở góc đường Beach và Lamson vào ngày 3 tháng 4 năm 2011 lúc 11 giờ trưa, thì liên lạc với anh Cao Minh Hưng số 714-403-9315 và Việt Hải 818-458-8509. Nếu mà người ta không có thì giờ người ta tới ngay cửa có vé không ạ? Nếu mà còn vé thì quý vị, nếu mà quý vị nào ở xa hoặc là bận quá không liên lạc được thì sáng đó, trưa đó cứ tới đi không sao đâu. Có thể ban tổ chức đứng lên cho quý vị, nhường chỗ cho quý vị anh chị em nghệ sĩ chị thì vui thôi. Và chúng ta thời gian cũng không còn nhiều nữa, thì xin cảm ơn Cao Minh Hưng và Minh Tuấn, hai anh vừa là engineer, vừa là nhạc sĩ, vừa là dancist, vừa là nhạc sĩ nữa, thì thật là rất là hân hạnh quý vị đến với chương trình Dạ Lan Show. Và cảm ơn sự gặp gỡ của hai anh với đài truyền hình khán giả của VNA TV. Hy vọng rằng trong tương lai, câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ sẽ được phát triển mạnh hơn, sẽ có nhiều member hơn. Và nếu có thời giờ thì Dạ Lan cũng sẽ đến chơi với tất cả quý vị. Và xin gửi lời chào đến quý khán giả của VNA TV. Xin hai anh Tuấn và anh Hưng gửi lời chào đến quý khán giả của đài.
Một lần nữa kính chào quý vị khán giả và cảm ơn đài VNA đã tạo cơ hội cho anh Minh Tuấn và Hưng đến ngày hôm nay. Và một lần nữa rất hân hạnh là The Twins Minh Hưng và Minh Tuấn tới gặp cho quý vị, và lần tới lên có thể anh em mình đổi tên là anh Hưng với anh Tuấn, nên mình là đệ tử của chú anh Bằng thì có lẽ khá hơn. Thì hy vọng là lây bắt anh Bằng một tí xíu. Và tiếp sau đây là The Lan xin gửi đến tất cả quý vị một nhạc phẩm Tình nghệ sĩ Tình nghệ sĩ Hạnh Phúc do nhạc sĩ Anh Bằng và Cao Minh Hưng sáng tác chung. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý khán giả của đài VNA TV trên mặt tầng 57.3. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong số tới. Thương ngàn năm vẫn hiên, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát khúc ca mẹ hiền. Từ bao năm lìa trốn quê nhà, từng con tim nguyện ước bao điều, cùng chung tay dựng xây văn hóa cho tương lai tiếng Việt của ta mãi vươn cao tựa ngàn tiếng ca. Năm vẫn hiên, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát khúc ca mẹ hiền. Từng bao năm lìa trốn quê nhà, từng con tim nguyện ước bao điều, cùng chung tay dựng xây văn hóa cho tương lai tiếng Việt của ta mãi vươn cao tựa ngàn tiếng ca. Do nhân quyền xây văn hóa.